chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mít Vlog. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm thế nào để hồi sinh cây mít bị xì mủ, hay mình còn gọi là mít nấm da các bạn. Đầu tiên mình xin nói về mít này sao bị xì mủ là nó do nấm xâm nhập nha các bạn. Khi mà nấm xâm nhập gây bệnh cho cây mít đó, thì cây mít xì mủ gần như toàn thân và chết hoặc là sống lay lắc như cây này. Khi mà nó bệnh xong rồi đó, nó phát bệnh đó, thì các bạn thấy nè, đây là cái mít bị xì mủ nè, da nó tăng răng hết trơn nè, năng suất nó cũng không còn nha các bạn, và cái khả năng mà mình chữa trị cho nó phát lại như cây mít ban đầu cũng không có. Có ai mà nói mà có thể có thuốc trị được cây mít xì mủ á, thì mình theo mình nghĩ là thông tin nó không chính xác nha các bạn. Không thể nào mà trị cây mít mà bị xì mủ trở thành cây mít mà có trái như lúc ban đầu được. Thì nói tóm lại là để cho nó như lúc ban đầu là gần như không có nha các bạn. Thì trong cái clip này á, mình chỉ nói về cái vấn đề mà có thể hồi sinh lại nó thôi. Thì đối với mấy cây mít chết thì mình cũng bó tay rồi, mình chỉ phù hồi sinh được những cây mít mà mới phát bệnh. Cây mít bệnh lâu như thế này nè các bạn. Thì cái việc làm đó, giữa cây mít mới phát bệnh đó, với cây mít mà bệnh lâu đó, thì nó cũng có đôi chút khác nhau. Cho nên mình chia làm hai phần nha các bạn. Thì cái cách nó cũng rất là đơn giản. Mời các bạn theo dõi. Đối với những cây mít bệnh lâu như thế này nè, khả năng phục hồi để trở thành cây mít như cũ thì cũng không có. Mà nếu các bạn để thì năng suất nó cũng rất là thấp. Thì bạn nào trồng mít thì chắc cũng biết hết trơn rồi. Thì các bạn cứ mạnh dạn cưa, cách chừa dưới gốc lên khoảng 1m đến 1m2 nha các bạn. Khi cưa các bạn cưa một đường xéo nha các bạn. Thì cho mũ mình cưa mít mũ nó chảy, mình cưa xéo cho mũ nó chảy bên nào có bên, nó không có chảy toàn thân cây, nó ướt nó không tốt nha các bạn. Thì trường hợp này cái mít này vì nó nằm nghiêng cho nên mình cưa ngang luôn, mũ nó cứ nhiễu xuống dưới hết. Rồi khi các bạn cưa xong á, các bạn chét một lớp vôi đây nè. Rồi ở cái phần này á, các bạn cũng chét một lớp khoảng nửa tấc luôn. Đó. Nãy giờ mình đã chét xong vết cắt rồi nha các bạn. Các bạn nhớ chét cho nó thật là khéo. Thì mục đích để cho nó đừng nhiễm bệnh nha các bạn. Rồi. Khi mà cắt gì rồi các bạn khi mà bón phân á, định kỳ các bạn dẫn cái bóng cho cây mít này à, thì coi như đã xong. Còn đối với trường hợp mà cây mít mới phát bệnh á, thì cách làm nó có hơi phức tạp hơn chút nha các bạn. Khi mà cây mít mới phát bệnh á, thì thường nó phát bệnh ở trên cao, chẳng hạn như cây mít này nè mà rủi mà nó có phát bệnh á, thì đầu tiên á là thường là các bạn thấy nó sẽ bị ở trên những phần này. Thì nó các bạn thấy nó bệnh á thì các bạn cứ lập tức á thì cưa như mình cưa nãy đó, chờ lên 1m với 1m2 thì mình cũng xử lý, mình cũng xử lý y chang như cây nãy đó. Mình cưa rồi á, cái đầu mình chét vậy nè, rồi xong á. Ở những cây mít mới phát bệnh nha các bạn, xong rồi đó, các bạn lấy cọ tha một lớp vôi mỏng toàn thân cây mít, thì cái đầu á thì mình chét lại toàn thân cây mít á, các bạn tha một lớp vôi mỏng. Rồi một ngày hôm sau á, khi mà vôi khô á, các bạn pha ridominron nha các bạn, nồng độ cao á, các bạn xịt cho ướt thân cây từ trên xuống dưới, ướt gốc luôn. Rồi á, 3 ngày sau các bạn xịt lại một lần. Rồi á, tuần sau á,
thì các bạn xịt lần nữa coi như xong. Thì đó là cái cách mà đối với cây mới phát bệnh. Tại vì khi mới phát bệnh đó thì mình có phải thể hiểu trong cái mít đó, mà bệnh nó đang sinh sôi rất là mạnh, cho nên mình xử lý nó hơi kỹ như vậy thì cái tỷ lệ sống sót đó, nó cao hơn nha các bạn. Thì cả hai trường hợp đó, các bạn làm á, khi mà các bạn cưa chừa nên vậy nè đó. Một tháng sau hoặc hơn một tháng, cái mít á nó bắt đầu ra những chồi mới á, thì có nghĩa là cái cách đó nó đã thành công nha các bạn. Khi mà nó ra chồi á thì chứng tỏ là đã thành công. Nhưng mà các bạn nên lưu ý á, là chọn những chồi ở gần gốc nhất nha các bạn. Nhưng đặc biệt á, là không phải là cái gốc ghép. Gốc ghép là mít khác rồi. Thì nó ra những chồi mà gần gốc nhất á thì nó sẽ phát triển như một cái mít bình thường nha các bạn. Ưu điểm của nó là nó phát triển rất là nhanh. Nhanh có thể gấp đôi cây mít các bạn trồng mới luôn. Và cách năm sau á nó cũng phát triển rất là nhanh nữa. Tại sao mình kêu các bạn chờ những chồi ở gần gốc? Tại vì những phần ở gần gốc á thì những phần có cơ hội ít bị tổn thương nhất, gần với bộ rễ nhất. Khi mà nó phát triển á là nó lấy trực tiếp bộ rễ để phát triển, cho nên nó sẽ phát triển rất là nhanh. Đặc biệt á là đối với những bạn trồng mít á có những cây mít bự bị bệnh á thì rất là nên thử. Tại vì mình trồng mít mà các bạn, những cây mít bự nó thẳng ra là giá cao á, mình rất là yêu thương nó. Khi mà nó bị bệnh á thì mình rất là đau lòng. Nếu mà có các cách nào á có thể cứu sống được nó, mặc dù nó phát triển lại từ đầu, thì cũng nên thử nha các bạn. Bù lại á thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Không có bất cứ một cây mít nào mà bạn trồng bình thường á phát triển nhanh bằng nó. Thì tốc độ phát triển của những cây mít bự á có thể gấp 3-4 lần so với những cây mít bình thường. Mình nói vậy á không có nghĩa là cái cây nào mình áp dụng cũng thành công nha các bạn. Nó chỉ có tỷ lệ thành công nhất định thôi. Sau đây mình xin ví dụ về cây mít mình đã thực hiện và đã thành công nha các bạn. Đây. Cây mít này phát triển hoàn toàn bình thường nha các bạn. Nó ra đọt nè, phát triển hoàn toàn bình thường. Và năm nay nó có thể mang trái rồi đó. Cây mít này năm ngoái lúc chưa bị bệnh là nó 8 năm tuổi nha các bạn. Khi mà nó vừa chấm bệnh á thì mình đã xử lý rất là nhanh. Tại vì biết chắc là cái mít bệnh đó mình không thể nào mà cứu được các bạn, nên mình cưa ngang luôn. Mình cũng làm thử nghiệm thôi, cưa ngang, lúc đó mình chét vô trên mặt này nè, cái mình treo dắt vô toàn thân xong mình xử lý bằng Ridomingon. Lúc mình làm á, mình làm đại vậy đó, rồi sau lâu quá không thấy nó ra đọt, mình cứ nghĩ là chết rồi. Cái vài ngày thời gian sau nữa cái mình ra thấy nó lên trời, mình rất là mừng các bạn. Nó mà lên trời như vậy là coi như là nó hết bệnh nữa các bạn. Thì cái đọt này ra tính ra chỉ mới được 8 tháng thôi. Các bạn đừng có nói mình giả tạo nha các bạn, giả tạo hiện trường. Tại vì không có ai mà khùng mà đi đốn cây mít lâu năm gì và để cho nó mọc chồi lên làm clip cho các bạn xem đâu. Nếu năm nay mình có thể chừa từ 1 đến 2 trái á, thì sang năm á, thì chắc chắn mình có thể chừa từ 4 đến 5 trái. Tại vì như các bạn thấy đó, nó được thừa hưởng bộ rễ từ cái cây mít bự mà mình cưa ngang nè. Và đây là một cái mít vừa chấm bệnh mà mình xử lý kịp thời nên có thể cứu được nha các bạn. Tại vì cái phần thân trên đó nó cứ cạ vô cái mái nhà hoài và cái nó bị xì mũ luôn các bạn, nó bắt đầu xì mũ từ khúc đó luôn. Để mình tiến hành mình cưa ngang vậy nè, để mình quét vôi toàn thân, chét vôi vô cái vách cắt.
quét toàn thân, toàn thân cái mình xịt Ridomingol. Thì như nãy mình nói á, là cái nó lên được cái chòi này nè, nó không lên chòi ở gần như vậy, chừa chòi trên luôn, là nó rất may là nó phát triển bình thường luôn. Các bạn thấy không, rất là lớn. Năm nay là nó được 4 trái các bạn. Còn đây là một cây mít bị lâu mà mình đã hậu sinh thành công nha các bạn. Đó. Thì lúc trước mình không biết nên mình cắt cũng hơi sát. Giờ mình khuyên các bạn cắt xa xa hơn. Đó. Các bạn thấy dấu tích của cái bệnh đó không? Đây. 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 Đây rõ hơn nữa nè các bạn. Và cái này á, mùa rồi á, nó đã mang một trái nha các bạn. Trái 16 kg. Cây cũng phát triển khá là tốt nha các bạn. Đó. Cho các bạn nhìn kỹ. Đó. Đây là cái phần gốc bị bệnh. Nứt da nè các bạn. Thì các bạn cắt á, các bạn nên cắt chơi. Chơi để hồi mà nó bệnh nó chết luôn á. Và đây là một cây nữa nha các bạn. Đó. Cũng y chang như cây kia. Đó. Cây này đang mang trái luôn. Trái này là trái thứ hai của nó rồi nha các bạn. Đó. Cây mít tám già mình làm ra mít nhất á. Các bạn nhớ nha, lấy nếu mà nó ra chòi các bạn lấy càng càng gần cái gốc á thì nó càng tốt, thì gần như chắc chắn nó phát triển bình thường luôn các bạn. Rồi nhớ là đừng có lấy cái ở dưới, lấy dưới là xịt đó. Các bạn có thể thấy rõ cái vết bệnh của nó nè. À. Thì cây này lúc mình xử lý á thì mình cũng chừa cao nha các bạn, chứ không có sát vậy đâu, tại vì nó ra đọt á thì mình sợ nó thì bị mới làm mà sợ nó có gì đó mình cưa sát luôn, coi như là cho đứt cái phần nấm da này luôn á. Đây không phải là cây mít trồng nha các bạn, các bạn nhìn nó thấy rõ ràng gốc nó rất là bự, nhưng mà cái chòi nó rõ ràng là cái tược mọc lên. Nãy giờ mình đã chia sẻ cái cách phục hồi hay có thể tạm gọi là hồi sinh cây mít bị xì mũ. Mà nhiều khi mình gọi là nấm da các bạn. Thì sau đây á, mình xin phép nhắc lại cái ưu điểm và nhược điểm của cái phương pháp mình chia sẻ. Ưu điểm á, là cái mít nếu mà các bạn làm thành công á, thì nó sẽ phát triển rất là nhanh, nó tận dụng được cái bộ rễ cũ. Rồi á, trong lúc chốc có trái á, thì cây nó không bị suy nha các bạn, nó vẫn phát triển, và cái sự phát triển nhanh của nó kéo dài liên tục và cả năm sau luôn. Nhược điểm của nó là khi các bạn làm thì không phải cây nào cũng thành công, có cây thành công, có cây thất bại. Nhưng đối với những cây mít bệnh không quá nặng, hoặc là những cây mít các bạn đã trồng lâu năm nó rất là bự, nó vừa phát bệnh thì các bạn rất nên thử một lần nha các bạn. Thì đó là tất cả những gì mình muốn gửi đến các bạn ở trong cái clip này. Cũng chính vì những thiếu sót đó mà đôi khi mình bị nhận được gạch đá các bạn, nhưng mà mình luôn đón nhận những cái ý kiến một cách tích cực nhất. Nếu mà đúng thì mình sẽ sửa chữa cho hoàn thiện hơn. Cuối cùng mình xin cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn thành công.